Rồi nhân vô, điểm A lại cho là 0, 2. Kỳ nhớ nhân nè. Kỳ gây, cái số đầu tiên là chữ gì? Thế vô chữ gì? X. Cái số thứ hai? Y. Và X người ta gọi là hoành độ. Nhìn đi. Y người ta gọi là gì? Y người ta gọi là gì? Tung độ. Được chưa? Ok. Kẹp chưa? Nhớ lại đi, điểm A 0 2, 0 là chữ gì? X, 2 là chữ gì? Y. X là gì? Hoành độ, y là gì? Tung độ. Nhìn nè. Chục OX, chục ngang gọi là chục hoành, chục đứng người ta gọi là tung. Nghe cái từ tung không? Là quăng lên trời á. Tung là hứng lên trời, được chưa? Chục ngang là chục hoành. Chục đứng là chục gì? Chục tung. Được chưa? Hồi xưa có nghe tung hoành ngang dọc không? Không. Tung hoành ngang dọc. Ngang dọc. Đây nè, tung thì ngang. Ê xin lỗi, hoành thì ngang, tung thì dọc. Giống mặt cười không? Thấy chưa? Chỗ nào? Nè, giống mặt cười không? Không. Vậy không thì thôi. Tung hoành ngang. Ngang dọc. Được chưa? Dạ sao? Chốt chưa? Tung hoành ngang dọc nha. Chốt giùm. Tiếp tục, nhìn vô. Ok. Nhìn đây đi. Ngồi đó chụp hoài. Nhìn nè. Lẹ lên đi cô ơi. Cô ơi. Cái gì? Nhà lỗi có chó không? Chi vậy? Chó lên mạng không chịu chụp